là chương trình phát thanh online của Trung tâm Dân hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn. Đây là chương trình phát thanh online của Trung tâm Dân hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Quyện Thoại Sơn. Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn K99 năm 2023. Đảng ủy quân sự quyền Thoại Sơn vừa hoàn thành hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ quân sự quyền nhiệm kỳ 2020-2025, tham dự của Đại tá trao Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chủ huy quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Minh Kiều, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyền, Bí thư Đảng ủy quân sự quyền, đồng chí Dương Ngọc Lắm, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền, trong nửa nhiệm kỳ qua mặc dù điều kiện khó khăn thiên tai dịch bệnh tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của đảng ủy quân sự tỉnh quyền ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân quyền đảng ủy quân sự quyền thoại sơn đã lãnh đạo cơ quan và lực lượng vũ trang hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong đó tập trung xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ quyền ngày càng vững chắc duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình xử lý kịp thời các tình huống góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo đúng nội dung chương trình công tác xây dựng chính quy chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ dự bị đồng viên ngày càng đi vào nề nếp lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, công tác tuyển sinh quân sự được triển khai thực hiện chặt chẽ có hiệu quả, kết quả có 18 em đầu vào các trường đại học cao đẳng trong quân đội, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang quyền chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào chung tay vì người nghèo, Công tác chính sách đối với quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng, thực hiện công tác chăm lo, cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần của bộ đội, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu tham luận làm rõ những kết quả đạt được, đề ra giải pháp nhằm tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan và công tác xây dựng đảng trong nửa nhiệm kỳ còn lại phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đại tá trao chắc phó chính ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị đảng ủy quân sự quyền thoại sơn cần tập trung quán triệt lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong nửa nhiệm kỳ còn lại như tiếp tục nắm chắc tình hình diễn biến khu vực để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho ủy ủy ban nhân dân quyền thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo đúng chương trình kế hoạch đề ra phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành tham mưu cho các quỹ chính quyền, lãnh chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt, tập trung khắc phục dứt điểm những hạn chế khuyết điểm trong hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Quân sự quyền, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời bác hồ dạy và cuộc vận động 50 coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang quyền vững mạnh về chính trị, nhất là định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm HIVS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã Định Mỹ và Vĩnh Phú vừa tổ chức hội nghị Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 tại buổi họp mặt các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 78 năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Hàng năm, xã Định Mỹ tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm ma túy, buôn bán người, qua đó đã tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tổ chức 4 buổi diễn đàn cấp ủy chính quyền lớn nghe dân nói tại 4 ấp, ra quân vệ sinh môi trường, chăm sóc tuyến đường qua và trồng 2.000 cây xanh từ phong trào kêu gọi nhân dân tố giác tội phạm. Theo đó, người dân đã cung cấp nhiều thông tin giúp cho lực lượng công an triệt xóa 4 vụ đánh bài, một vụ đánh nhau, hai vụ chế tạo, tàn trữ, vũ khí thô sơ. Song song với hoạt động phòng chống tội phạm, các tầng lớp nhân dân còn đóng góp thực hiện công tác an sinh xã hội như thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn và gia đình chính sách với số tiền 282 triệu đồng cất mới 6 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 315 triệu đồng tặng quà cho 16 người hoàn lương tiêu biểu. Hiện nay trên địa bàn xã có 5 mô hình mang lại hiệu quả trong công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội như giúp đỡ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, camera giám sát an ninh trật tự, hai an, an sinh xã hội và an ninh trật tự. Nhân dân ấp Mỹ Phú nói không với tệ nạn xã hội, tự quản về an toàn giao thông Thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ quan doanh nghiệp, trường học trên địa bàn xã Vĩnh Phú được quan tâm. Ý thức của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống các loại tội phạm được nâng cao. Qua đó đã tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tổ chức 270 cuộc tuyên truyền phòng chống tội phạm HIVS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có 1.620 lượt người tham dự, phối hợp tuần tra 270 cuộc, có 1.620 lượt đồng chí tham gia, bắt giữ một vụ sử dụng trái phép chất ma túy liên quan hai đối tượng, 3 vụ bán số lô số đề liên quan 3 đối tượng, chín vụ đánh bạc trái phép liên quan 25 đối tượng thực hiện mô hình an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả như mô hình tự quản an toàn giao thông, mô hình cảm hóa giáo dục những người hoàng lương, mô hình địa bàn giáp ranh bốn xã, mô hình camera an ninh phòng chống tội phạm, mô hình hai an hoạt động hiệu quả tốt, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ngành, đoàn thể, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vận động quyên góp quỹ vì người nghèo, ngày vì người nghèo giúp đỡ các gia đình chính sách hộ nghèo neo đơn đã cắt được 15 trên 25 căn nhà đại đoàn kết, tặng 81 phần quà hỗ trợ giúp cho hộ nghèo và gia đình chính sách với số tiền 284 triệu 600 ngàn đồng. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Định Mỹ đã tặng giấy khen cho hai tập thể và 5 cá nhân. Ủy ban nhân dân xã Định Phú tặng giấy khen cho 6 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023. Ông Nguyễn Phước Hiền, Phó trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, dẫn đầu đoàn công tác có buổi kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tây Phú. Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới xã Tây Phú, đồng thời hướng dẫn cho địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắt, hoàn chỉnh hồ sơ về các tiêu chí trên lĩnh vực văn hóa trong xây dựng nông thôn mới đúng theo lộ trình đã đề ra phát biểu kết luận buổi làm việc ông Nguyễn Phước Hiền phó trưởng phòng xây dựng Niếp sóng văn hóa gia đình sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh An Giang nhấn mạnh xã Tây Phú đã xây dựng lộ trình kế hoạch thực hiện cụ thể tuy nhiên trong quá trình thực hiện cần tiếp tục củng cố năng chắc các tiêu chí đã đạt lên mức cao nhất hơn nữa trong thời gian tới. Theo dự báo của ngành y tế, năm 2023 sốt xuất số huyết có nguy cơ bùng phát thành dịch, nhất là khi vào cao điểm mùa mưa như hiện nay. Trước tình hình đó, để ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh, trạm y tế xã Vĩnh Khánh phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã tổ chức ra quân chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng tại ấp Vĩnh Hiệp. Lực lượng tham gia được chia thành nhiều đoàn, giảng gia, tiến hành hướng dẫn cho các hộ gia đình thực hiện việc giám sát các dụng cụ chứa nước ở trước, trong và xung quanh nhà, khi phát hiện có lăng quăng trong dụng cụ chứa nước sẽ cùng hộ gia đình xúc rửa và đổ đi. Ngoài ra còn tuyên truyền hướng dẫn cho các hộ gia đình thường xuyên tự kiểm tra và thực hiện vệ sinh các dụng cụ chứa nước có lăng quăng tại nhà ít nhất là mỗi tuần 1 đến 2 lần. Lồng ghép cấp phát tờ rơi cho từng hộ gia đình trên địa bàn ấp chủ động thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng để phòng chống dịch sốt xuất huyết nhằm mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân cần duy trì thực hiện thường xuyên hàng tuần hoạt động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, diệt mũi dần để góp phần cùng với địa phương ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn. thưa quý vị và các bạn, nhờ nguồn vốn hỗ trợ của ngân hàng chính sách xã hội huyện với sự cần cù chịu khó, chị Nguyễn Thị Dân sinh năm 1973, hội viên phụ nữ ấp Tân Phú, xã Mỹ Phú Đông là tấm gương nỗ lực vươn lên thoát nghèo, phụ nữ vượt khó vươn lên thoát nghèo là bài viết do phóng viên Mộng Nhi thực hiện sẽ được nói tiếp chương trình mời quý khán giả cùng theo dõi. gia đình chị Vân trước đây rất khó khăn về kinh tế, nhưng nhờ sự cần cù, chịu thương chịu khó, không ngại gian khổ, chị đã dương lên thoát nghèo ổn định cuộc sống với nghề nghiệp ổn định và trở thành tấm gương cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn noi theo và học tập. Suốt thân từ gia đình khó khăn, hai vợ chồng chị chí thú làm ăn. Anh thì công tác trong cơ quan nhà nước, chị thì buôn bán cà phê, nước uống để lo cho gia đình và hai con được đến trường. Tuy nhiên nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào tiền lương của chồng chị. Năm 2017, chồng chị Vân không ai bị bệnh, mất đột ngột. Khi anh mất, gia đình chị mất đi trụ cột vững chắc. Lúc ấy chị cảm thấy hụt hẫng, công việc không ổn định, cuộc sống gia đình rất vất vả khó khăn. Hai con chị còn đang tuổi ăn tuổi học và thường xuyên ốm đau. Biết được hoàn cảnh gia đình chị, địa phương đã xét cho gia đình chị vào diện hộ nghèo luôn quan tâm hỗ trợ cho gia đình và tạo điều kiện cho chị làm ăn phát triển kinh tế. Năm 2018, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giới thiệu dây vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội quyền với số tiền 50 triệu đồng để đầu tư làm chuồng và mua bò về nuôi. Với tính chịu thương chịu khó, lấy công làm lời, chị Văn cùng con trai lớn hàng ngày thay phiên nhau đi cắt cỏ về cho bò ăn, Thời gian trôi qua, từ nguồn vốn tích lũy từ chăn nuôi bò, chị Văn sửa sang lại quán nước và bán thêm đồ ăn uống để tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Tuy khó khăn, thức phía dậy sớm, làm việc không ngừng nghỉ, nhưng chị Văn đã sử dụng nguồn vốn dây ban đầu hiệu quả, phát triển kinh tế gia đình, dương lên thoát nghèo. Hiện con trai lớn của chị Vân đã lập gia đình, có việc làm ổn định, hàng tháng đều gửi tiền về phụ mẹ nuôi em trai ăn học còn con trai Úc của chị Vân chuẩn bị vào lớp 11 và định hướng sẽ theo đuổi ước mơ làm công an giống ba của mình. Nguồn vốn dây ngân hàng chính sách xã hội do hội phụ nữ giới thiệu đã giúp chị vượt qua khó khăn, số tiền ấy như một ngọn lửa tiếp cho chị thêm sức mạnh để có thể vượt qua thời điểm khó khăn và dương lên thoát nghèo nhận thấy điều kiện kinh tế gia đình khá hơn trước. Năm 2022, chị Văn tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Chị Văn thật sự là một tấm gương sáng về gương phụ nữ vượt khó trong thực hiện phong trào giảm nghèo tại địa phương. Chị Nguyễn Thị Văn chia sẻ. Ừ, ống mắt đó thì gia đình thì cũng con cái nó bệnh hoạn rồi nó cũng gia đình cũng có khăn cái nhà xã cho cái, nhà, cái chỗ nghèo đó rồi mấy cái không có gì hết cũng không có trước mình bán cà phê cũng mía này đi đó thu nhập đắt đỏ qua ngày cũng không có ổn định tùy theo không mình bán mình mưa với gió thì rất khó khăn rồi mới nhờ vay theo tiền người đã chăn nuôi thì bây giờ mình ăn cũng được nước trước đã nước trước nữa ra mình mới sinh ra thoát nghèo ngoài việc buôn bán chị Văn rất tích cực tham gia các hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ xã phát động thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt chi tổ hội không chỉ tích cực tham gia công tác hội chị Văn cũng thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội từ thiện địa phương đặc biệt trong đại dịch covid 19 chị tham gia mai khẩu trang tặng cho bà con cùng các chị em phụ nữ ở địa phương hàng ngày tham gia nấu cơm cho các khu cách ly tập trung Song song đó, vào chủ nhật hàng tuần, chị đều đến góp sức cùng chị em nấu cơm tại hội máy ấm tình thương của quyền trong 6 năm qua. Hàng năm, chị được Ủy ban nhân dân quyền Thoại Sơn khen thưởng vì có nhiều đóng góp cho công tác xã hội từ thiện. Mới đây, chị được Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang biểu dương gương điển hình phụ nữ vượt khó thoát nghèo bền vững giai đoạn 2018-2022. Chia sẻ về việc tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, chị Nguyễn Thị Vân chia sẻ. Thấy giờ mình thì mình mặn ăn được rồi còn có người thì cũng khổ hơn mình thôi để nhiều cho mấy người khác đi. Mình thấy con cái rồi cũng lớn rồi Rồi nó cũng phụ tội tiếp mình được rồi. Lúc trước thì mình quá khổ mình mới để vô nghèo, chứ là trai mới vốn đó, còn mình mặn ăn cũng được. Mình để mình nói nghèo để nhiều cho mấy hộ nào khó khăn hơn mình có người còn khổ hơn mình nhiều lắm bây giờ mình dầm lên đó thì mình không bằng ai chứ mình dầm xuống mình cũng hơn người ta nhiều rồi thôi đi tế cái thằng đó cho người khác đi con chỉ thì trước mắt thì chỉ cho nó học ừ, hết 12 đi về tới đầu thôi tới đó thì bây giờ mình cũng cố gắng mình do màng để mình vượt lên trong cuộc sống, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng với người hội viên phụ nữ Nguyễn Thị Vân đã vượt qua khó khăn, quyết tâm lao động sản xuất, thay đổi cuộc sống gia đình, dương lên thoát nghèo tại địa phương. Chương trình phát thanh online do Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.